Hội luật gia tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh và Trại giam Đại Bình tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Đại Bình. Tại buổi tuyên truyền, 140 phạm nhân của hai phân trại được Hội luật gia tỉnh phổ biến một số nội dung về luật lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản có liên quan giới thiệu các quy định cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hộ tịch, hộ khẩu, thông tin về thị trường lao động, tư vấn chính sách lao động, kỹ năng tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, các phạm nhân còn được đối thoại, tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật sau khi tái hòa nhập cộng đồng, nhất là những quy định về điều kiện, thủ tục xóa án tích, về hôn nhân gia đình, việc cấp căn cước công dân gắn chip trách nhiệm bồi thường dân sự trong các bản án hình sự, các quy định về việc vay vốn, học nghề, tạo việc làm. Thông qua hoạt động tuyên truyền tư vấn pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân, đối tượng đang tạm thời bị cách ly khỏi xã hội được tiếp cận với pháp luật, được hỗ trợ pháp lý để hiểu thêm về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành pháp luật của mình đồng thời tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội